Xin chào các bạn, chúng ta đang cùng nhau đến với bản tin gặp nhau cuối ngày ngày 16 tháng 4. Bây giờ hãy cùng nhau xem là trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì đặc biệt. Mới đây thì MC Trấn Thành đã livestream lên tiếng về việc có bài đăng ủng hộ phim Hàn mà không PR phim Lật Mặt của người đàn anh Lý Hải. Tuy nhiên thì trong những lời giải thích của nam MC này thì không nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, cùng với đó là bị bóc mẽ nhiều sự mâu thuẫn trong lời giải thích. Cụ thể thì một TikToker có tài khoản là LDT đã tóm gọn livestream của Trấn Thành bằng một clip có tiêu đề là anh Trấn Thành livestream thề không nhớ phim Lật Mặt công chiếu. Vừa đầu clip thì Trấn Thành có nói rằng là không nhớ rằng là phim Lật Mặt sắp công chiếu, bởi vì nếu như mọi người để ý thì lúc đó là 1 giờ đêm và lúc đấy thì khi mà Trấn Thành đã coi xong rồi thì mới bắt đầu đăng tải post đó lên, và hoàn toàn là cảm xúc cá nhân và không có một sự PR xấu tính nào ở đây. Tuy nhiên đến đoạn 0 phút 40 giây thì clip được cắt thẳng tới đoạn Trấn Thành đã kể là được mời đi dự họp báo, thế nhưng mà do Harry Won bị ốm nên là không đi được. Một điều cần phải làm rõ là clip của TikToker LDT dài 1 phút 38 giây đã được cắt ghép trong tổng thể của một livestream kéo dài 14 phút 23 giây của Trấn Thành. Tuy nhiên, lời Trấn Thành nói hoàn toàn không bị ai bóp méo hay lồng tiếng chỉnh sửa. Sau khi xem xong đoạn clip thì các cư dân mạng đã đặt ra một câu hỏi rằng Trấn Thành nói không nhớ ngày Lý Hải công chiếu Lật Mặt nên vô tư post kêu gọi phim. Cơ mà sau đó thì anh lại nói rằng là mình và Harry Won được Ốc Thanh Vân mời đến và sắp xếp để đi rồi. Điều thứ hai khiến nhiều người thắc mắc không kém đó là nam MC nói anh ở nhà chăm Harry Won, vậy tại sao đến 11 giờ đêm anh lại bỏ đi xem phim Hàn Quốc? Hay lúc đó Harry Won không còn ốm nữa? Chính vì những nghi vấn chưa được giải đáp này, rất nhiều cư dân mạng đã đồng loạt vào bài đăng của Trấn Thành và tỏ ý không hài lòng, cho rằng nam MC đã cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý, không muốn phim của đàn anh Lý Hải vượt mặt mình. Cũng liên quan tới bộ phim Bom Tấn mới ra mắt của Lý Hải thì khán giả đã phát hiện trong một số bài đăng quảng cáo cho Lật Mặt 48 giờ trên fanpage của các rạp phim đã xuất hiện hàng loạt các bình luận tiêu cực chê bai đủ điều, như là đang cố ý dìm hàng bộ phim. Để ý kỹ hơn một chút thì có thể thấy rằng là các bình luận có nội dung và cách biểu đạt tương tự nhau, thậm chí là người dùng là những tài khoản ảo và không có bất kỳ một thông tin hay hoạt động nào trên trang cá nhân. Chính vì những điều này thì đã làm dấy lên thông tin Lý Hải bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Rất nhiều cư dân mạng thì cho rằng là hành động này dường như được một thế lực nào đó thuê một đội seeding để bôi nhọ hình ảnh cũng như là chất lượng nhằm để Lật Mặt 48 giờ tụt hạng trên đấu trường phim chiếu rạp Việt Nam. Về phía Lý Hải thì giữa lúc đàn em bị cộng đồng mạng tấn công thì vào sáng ngày hôm nay ngày 16 tháng 4 đã đăng tải một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc thân thiết bên Trấn Thành trong một show truyền hình mà cả hai từng giữ trước đó, kèm một giọng trạng thái nhắn nhủ thân mật. Cách giải quyết ngắn gọn của nam diễn viên đã chấm dứt những lùm xùm xung quanh câu chuyện này trong thời gian vừa qua, đồng thời nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả và được đánh giá là vô cùng văn minh và lịch sự. Mới đây hot TikToker Lê Bống thì lại một lần nữa khiến fan nóng mắt khi đăng tải những bức hình lên trang cá nhân Facebook để khoe vòng eo con kiến và lấy bàn tay nâng đỡ vòng một của mình. Cụ thể thì trong ảnh cô nàng đứng tạo dáng bằng cách vạch áo lên tận ngực để khoe vòng eo bé xíu. Tuy nhiên, mọi sự chú ý của dân tình thì đều đổ dồn về phía bàn tay hư hỏng đang đụng chạm vào vòng một của cô nàng. Bức ảnh ngay lập tức gây ra những sự tranh cãi trong cộng đồng mạng. Trong khi nhiều ý kiến thì bày tỏ sự suýt xoa chiếc vòng eo con kiến đáng mơ ước, thì cũng không ít những ý kiến cho rằng bản thân Lê Bống vốn là người có sức ảnh hưởng, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi chơi TikTok, nên việc đăng tải những hình ảnh khoe thân thế này thì hoàn toàn không nên. Được biết thì trước đó cô nàng hot TikToker này cũng đã không ít lần khiến dân mạng phải khó hiểu về phong cách ăn mặc và tạo dáng của mình khi mặc áo Pikachu bó sát, khoe ngực lên sóng truyền hình, hoặc là mặc áo dài, cưỡi ngựa hay là tạo dáng khoe thân ở chùa. Chiều ngày 16 tháng 4 thì cộng đồng mạng lại được một fan xôn xao khi Natalie đăng tải hai bức ảnh nhạy cảm được cho là của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, kèm theo một dòng trạng thái cà khịa. Theo đó thì Natalie đã gây sốc khi đăng tải hai bức ảnh nhạy cảm của một cô gái có ngoại hình gần giống với Ngọc Trinh. Nam nghệ sĩ thì còn đính kèm một dòng chú thích đầy tính cà khịa có nội dung là: "Ủa, đứa nào phẫu thuật thẩm mỹ đấy?" Phần dưới bình luận, các cộng đồng mạng đã đồng loạt réo tên nữ hoàng nội y. Giữa lúc bị réo tên, giữa đầu sóng ngọn gió, Ngọc Trinh đã có những động thái đáng chú ý khi chia sẻ lại một bài viết do Khắc Thiệp đăng tải kèm dòng tin nhắn: "Xinh như búp bê." Có thể thấy là Ngọc Trinh tỏ ra hoàn toàn bình thản và không để ý gì đến drama đang réo gọi tên mình. Đáng nói thì cộng đồng mạng cho rằng là Ngọc Trinh như là thay lời Vũ Khắc Thiệp để khẳng định nhan sắc của bản thân trong khi bị réo gọi trong các bài đăng của Natalie tố ai đó phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện tại thì phía Ngọc Trinh chưa đưa ra bất cứ một phản hồi nào về lùm xùm đấu tố căng cực này. Trên mạng xã hội thì hiện tại nữ hoàng nội y vẫn đang bình thản chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình và thể hiện rõ thái độ không quan tâm đến drama với Natalie. Mới đây thì cộng đồng mạng CSGO Việt Nam đã chứng kiến các thành viên trong đội tuyển Revolution Y, là đội tuyển vừa vô địch CSGO tại Việt Nam, lên tiếng tố cáo người quản lý của mình có hành vi bán độ.
Trích bài chia sẻ của các thành viên trên mạng xã hội tại giải đấu ROG Master Asia Pacific 2021 thì team đã lên ngôi vô địch và có suất tham dự vòng loại châu Á Thái Bình Dương để đại diện cho Việt Nam. Nhà tài trợ thì đã hứa hẹn với bọn mình là khi vô địch Việt Nam sẽ có ngay hợp đồng gồm lương và gaming house cho cả 5 thành viên bọn mình. Thế nhưng khi vô địch xong thì lại có thái độ lật lọng và ép cả đội lên kế hoạch bán độ tại giải đấu quốc tế và không có ý định làm hợp đồng cũng như là gaming house. Vì lý do nêu trên, bọn mình đã tìm một nhà tài trợ mới có thể đáp ứng được yêu cầu của bọn mình và không yêu cầu bán độ tại các giải đấu quốc tế. Hiện nay, giải thưởng của mình đã nhận được là khoảng 800 đô la Mỹ cộng một suất bắn vòng loại châu Á Thái Bình Dương. Thế nhưng nhà tài trợ cũ đã giữ và muốn tìm một team khác thay thế cả năm bọn mình để kiếm tiền bất chính từ việc bán độ. Ngay khi bài đăng vừa được đăng tải thì chính quản lý của Revolution Y cũng đã để lại một bình luận và bày tỏ với cộng đồng mạng là sẽ xem xét vụ việc từ cả hai phía. Tuy nhiên, lý lẽ không bán độ thì lấy đâu ra tiền mà nuôi đội tuyển của nam quản lý đã bị cộng đồng mạng kịch liệt lên án. Đa phần đều cho rằng là Revolution Y đã mục nát từ bên trong, không một ai trong đội tuyển này là trong sạch cả. Bởi ngay từ đầu thì đội tuyển này được thành lập với ý định là kiếm tiền bất chính từ bán độ. Nhiều người thì cho rằng là sự việc vỡ lở ra như hiện tại có lẽ cũng chỉ xuất phát từ việc ăn chia tiền bán độ, không vừa ý nhau mà thôi. Chiều ngày 16 tháng 4 thì Phan Mạnh Quỳnh cùng vợ của mình Hot Girl Khánh Vy đã tổ chức một thánh lễ tại một nhà thờ ở Nghệ An với một sân khấu lung linh như là trong cổ tích. Như vậy thì sau hơn 5 năm hẹn hò thì Phan Mạnh Quỳnh và Hot Girl Khánh Vy sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4. Hiện tại thì những hình ảnh đầu tiên trong lễ đường và ảnh cưới của cặp đôi thì đã được hé lộ. Được biết thì hôn lễ của Phan Mạnh Quỳnh diễn ra tại quảng trường tỉnh Nghệ An. Nhìn khâu chuẩn bị thôi thì cũng đã thấy đây là một sân khấu siêu khủng. Trong ảnh thì có thể thấy cô dâu và chú rể đã dùng rất nhiều hoa tươi để phủ kín lễ đường, trông thật lung linh như là trong truyện cổ tích. Đặc biệt ở cổng đón khách thì hình ảnh cưới của chú rể Phan Mạnh Quỳnh và cô dâu Khánh Vy cũng được công khai. Được biết thì vào tối nay cặp đôi sẽ tổ chức thánh lễ ở nhà thờ và sau đó là tiệc chiêu đãi người thân, bạn bè sẽ diễn ra vào trưa mai ngày 17 tháng 4. Vừa rồi là những tin tức có trong bản tin gặp nhau cuối ngày 16 tháng 4. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon.